cứ coi linh cốt ấy nó như là loại rác thải đặc biệt ấy, cho nên thành ra là hay dí chứ nào gần bãi rác mà bà con cũng thấy chỗ đấy vắng người cũng mang đồ ra rổ rác, nên thành ra là nó làm ối khí hết, hỏng hết chỗ này nhá. Cái mạch núi đây nhá, nó phục xuống cái chỗ bãi rác này chỗ thấp, xong nó bật lên mà lên chỗ này nó bị ế mà bị ối khí mà, xong lên trên này mà chỗ này đất cao xuống đất thấp thì mảnh này rất là tốt, nhưng mà bây giờ thì hết tốt rồi. Đối với cả cái cổng này nó không rất phải là cái cổng chùa, nên là nguyên tắc làm là ở bên trong thì lại hoa hoa đấy. Được đó, như thế thôi, không cần phải làm cửa gỗ ơi đâu dạ. Bởi vì ngoài này mưa nắng nhiều làm cửa sắt thôi. Bây giờ em làm cái miếu thờ thần linh đây thầy này, đây không thầy? Cái miếu thờ thần linh này á là nó nên làm kín, bởi vì rằng là cái miếu này á là khi mà những cái nơi người ta chuyển mộ về, chuyển nghĩa trang về, hay người ta chuyển cái gì về là người ta phải vào đấy người ta làm lễ. Đúng rồi. Thì kể cả tất cả quan tài khi vào đây chôn chôn là người ta phải kê bên ngoài người vào làm lễ, cho nên là trong đấy người ta sẽ bày hương hoa đăng trà rất là nhiều đồ lễ, thì nó nên là có hai cánh bên nó kín để tránh mưa gió nó vào quan nhang. Em đang tính là em đầu tư luôn cho làng làm cái đường này. Vâng. Đây là khu đất mới này, toàn bộ khu đất mới hết. Nè. Nghĩa là đây có đường bê tông, là kiểu như là làng cứ ai công đức hỗ trợ thì bảo làm gần với thầy. Nó mới một đoạn. Đấy, thì đường này là chưa ai làm cả. Nè. Thì đây là chia ra hai ô đất, mỗi ô là 5 mét, thì là có người khác lấy rồi. Nè. Còn lại là người hết chạy dài đầu kia. Đấy thì còn đầu này thì khoảng độ từ đây ra tới mắt đường thì khoảng 15 mét thầy này. Ở chiều rộng nữa, là cái ô góc này. Đấy, thì nó có hai cái mặt quay ra hai hướng sáng này. Còn hai mặt này để rất là rắc. Chỗ này nó là khu mới đúng không anh? Mới. Chú Vinh thì chú ưu tiên là cho chọn hai đầu, đầu kia này, đầu kia thì đất nó hơi méo. Cái này năm ngôi này là được. Năm ngôi hiện trạng này ở, ở trên thành phố cách đây khoảng mới xây lại ở chú Vinh. 15 km. Mới lại, nó mới làm mới. À. Thành phố nó khang trang hết nhỉ. Khu lăng mộ nhà mình đây đẹp nhất xã đấy. Con nữa phải xác định cái đoạn này xem kia đây đúng không, thì từ đây sau này mình sẽ vào căn đây, thì căn từ đây là mình sẽ tính cái đường ở đây, thì mình sẽ quy cái đường này từ đây giờ nhá, mai sau mình sẽ nối cái đường từ đây này. Đúng rồi, đúng không? Đúng rồi. Mình nối ra đoạn này này, nó chạy rồi. Ra ngoài đúng không? Đúng rồi. Thì như vậy là từ cái đây mà vào đến đây là 15 mét. Đây là cái đường mình đứng đúng không? Đây mình đang đứng đây. Đứng đây thì đây chứ. Đây. Không, từ đây đến đây là 15 mét. 10 mét, 10 mét. Là 10 mét. Hai nhà, 10 mét. Là 10 mét đúng không? Đúng người ta còn lại là từ đây đây của nhà mình. Đúng rồi, chính xác. Thì từ đây đến đây anh bật đây bao nhiêu mét? Khoảng 15 mét. Từ đây đến đây vào 15 mét nữa. Vâng. Em cái áng đây đã, rồi mình sau đó mình sẽ tính sau đúng không? Ok, ok. Tức là 10 giờ soi nối từ đây vào đây. Đúng rồi. Là xong đúng không ạ? 31. Nói cát cũng dở, nói hung cũng dở. Hiểu không? Thế nữa về ngồi một chỗ thì là mình mới bàn cát bàn hung. Lập thế này được. Đúng thầy. Tạm. Cái này chắc này đẹp hơn không? Bởi vì tại sao nó bị tạm? Bởi vì là ở chỗ này là cái cạnh của cái nhà này này. À, rồi. Nó bắn thẳng vào vào giữa là một. Thứ nhất, thứ hai là bản thân nếu là Bắc Nam ấy, thì cái vị trí của cái cổng này nó đang vào phương tốn. Mai sau cái đa này nó che nó cũng không phải là đẹp. À. Vì nó sẽ bị. Còn nếu như bây giờ lập hướng Nam ra thì bây giờ tiện nó có lập sang bên này, anh cứ đứng ở chỗ này mà anh nhìn mà xem. Nó thấy nó cứ vướng như chỗ nào nó cũng bị vướng ấy. Nhiều góc cạnh. Bởi vì đấy, cái góc của bên cái nhà này
Mà thôi, nhưng mà nếu xoay nếu mà xoay thẳng về đây thì cũng không được. Vì nó vướng hết rồi, chẳng còn cách nào khác. Nên bảo là tạm. Có một cái giải pháp nữa. Có một giải pháp nữa là xây thẳng kịch dưới kia luôn. Xuống hẳn xuống dưới. Xuống hẳn dưới luôn. Là cái khu... Tức là ở hết cái đường này bác này, đặt luôn. Cái khu đó là cái khu hung đáng. Kệ nó, bác đặt ở chỗ này này. Mình bắt câu mình đã xuống đây. Mất câu thì mình chỉ một thể luôn. Xuống dưới chỗ này này thì là nó nhìn thẳng theo cái hướng nam luôn. Thì đằng nào trước sau bắt thể phát triển hết cả khu bộ này và tương lai là trong vòng 3-5 năm nữa, bây giờ người ta cũng trả cho hung táng nữa này. Đúng rồi, tới đây là cái khu đây tụi tôi sẽ chuyển sang cát táng này, còn bên kia là hung táng này. Đúng không? Sau này chuyển thành cát táng mà kia kìa, người ta không cho hung táng nữa ấy bác. Bởi vì quy định bây giờ người ta cũng càng ngày nó càng nghiêm ngặt đấy. Nói chung nông thôn còn lâu. nhưng mà mình sẽ đặt ở cái khu vực chỗ này thì nó dễ hơn. Đấy là một cái phương thức đặt. Cái phương thức thứ hai á thì di rời cột điện này ra, đặt hẳn vào một cái khu bên trong cái khu vực chỗ này. Chứ bác để ở ngoài cổng thì cũng được, nhưng mà nó đến cái dịp Tết lễ đông tập trung đứng hết ở cửa thì nên là tụt bên trong, mà nên lập ở đây cái mạch này, lập hướng nam thì vượng hơn, lập hướng đông thì nó hơi bị. Bác nhìn tất cả những cái ngôi nhà ở đây, người ta một là nếu lập hướng đông thì ý là kiểu quay ra biển đông ấy, nhưng mà mạch ở đây nó lại chạy từ mạch càn thì án ở bên này nó lại cao quá, từ núi bên này nó lại cao quá, che mất. Cho nên ra là mạch ở khu vực này á, mạch ở khu vực này thì nó lại cao ở bên phía này cơ. Nó cao núi đùi đồi cao ở bên này chạy về cơ. Cho nên ra là ở bên này là người ta xét thành tay long nên lập bắc nam nó vượng hơn. Cho nên những cái nhà nào ở trong khu này á, cái mộ đa phần mà lập về cái hướng này thì nó sẽ cát hơn. Nhưng mà cái mộ kia của nhà anh lại lập tây nam, cho nên ra là cái năm 2019 cái chuyển về đây là khi mà chuyển về lập cái khu đấy nó lại cần hơi kém đi. Vì là cái đấy là tây nam chứ không phải là nam. Không phải chính nam. Ngoài nam nó là tây nam. Ngoài tây nam. Thì là nếu đi làm đây thì bác làm như thế. Nhưng nếu đầu kia thì mình vẫn làm hai cái thọ hai bên ấy thầy. Đầu kia thì mình có thể làm to ra. À, làm to vẫn để hai cái thọ hai bên. Okay, ok. Để vì nó không phải là cái không gian kín. Không làm đầu kia đẹp hơn. Đầu kia đẹp hơn nhiều. Anh nhìn cả cái cổng ấy mở phát ra, anh nhìn phát vào bừng phát vào đây không à. Mấy cả cái anh mà làm cái này lên nó nhỏ, anh không phải làm to được. Đúng rồi, cái này chỉ nhỏ nhỏ thôi. Thì so với cái cổng chứ nó buồn cười. Trông không khác gì lắm. Một cái khu mộ. Mà cái này là gọi là cái cồn. Cũng chọn cái cồn này để làm địa cồn tra. Cao đúng rồi, cồn cao hẳn luôn đấy, ngày xưa nhìn sâu nữa. Dạ. Thế sau này thành phố nó phát triển cái bọn làm bậy ấy, là nó hỏng hết thành khu công nghiệp hết. Bây giờ như này là toàn hết, vâng, bưng hết rồi mình đâu. Thế giờ khu này thì phong thủy hỏng hết luôn. Chuẩn không? Đúng chuẩn không? Đại ca trên xe ra phán chuẩn không? Toàn tân đường đất được không? Đúng đông không? Dạ. Cái này phán nó phải như thế. Thế nhưng mà thầy kìa. Cái mạch ở đây á là thủy nó đến từ cái phương Tây Bắc, nó đảo qua phương Bắc, rồi sau đó nó quay về vị trí phương Đông Bắc, rồi xuất thủy ra ở vị trí phương Thiền. Nên ngôi nào mà đặt ở khu vực này, nếu như mà đặt tọa tay hướng Đông hoặc là đặt hướng Đông Nam thì là cát. Còn nếu không phải hướng đấy thì là hung. Thì lên đây thì nhưng mà tuy nhiên là Đông Tây thì nó vận nó kém rồi. Có thế này đi chăng nữa thì khoảng tầm 5-7 năm nữa, 10 năm nữa thì người ta vẫn phải di chuyển thôi. Vì thành phố nó kín hết xung quanh rồi. Cái đấy thì chính vì thế nên em bảo là thôi em làm tạm là vì là không làm lâu dài. Đấy. Này, đứng đây tôi chỉ cho. Cái núi cái là gọi là bãi rác cái thầy nhá. Tức là bãi rác xong rồi cái núi. Đúng rồi. Xong một quy hoạch ấy là các hồi xưa ấy là cứ coi cái linh cốt ấy nó như là loại rác thải đặc biệt ấy. Cho nên ra là hay dí chứ nào gần bãi rác mà bà con cũng thấy chỗ đấy vắng người cũng mang đầu ra rổ rác nên anh em là nó làm ối khí hết. Hỏng hết. Chỗ này nhá, cái mạch núi đây nhá, nó phục xuống cái chỗ bãi rác đây, chỗ thấp. Xong nó bật lên mà lên chỗ này nó bị ế mà. Nó bị ế khí mà xong lên trên này mà chỗ này đất cao, xuống đất thấp thì mảnh này rất là tốt. Nhưng bây giờ thì hết tốt rồi. Đến bắt đầu ế khí sực lên nó hỏng. Cái là ngày xưa cái cồn này nó cao hơn đất khoảng tầm hơn mét. Hơn mét đúng. Cực kỳ cao. Cái giờ cây là lung tung luôn. Ồ. Đi ra đây là giống như ra đi ra cánh đồng mát lắm. Ờ. Cái kiểu làm mộ nó cực cổ như này cơ mà. Đấy nhá, ở bên mộ ấy là người ta hay để hai con này là con nghê, nhưng mà cứ làm dần nó cứ biến tướng ra nó xấu dần chứ thực ra nó là con nghê Việt, thì con nghê là hay còn gọi là con chó đá ấy, thì nó ở đặt một cái mộ ấy nó tác dụng nó kỵ tà đấy, là gọi là hai con nghê. Mà cái án này là án rất là cổ, án rất là cổ, rất là đẹp. Này cái kiểu xây mộ hồi xưa này cổ thật. Cái đường thủy ở đây nó chạy như này, tức là nếu như mà trên cái bản đồ ấy vị trí này nó là hướng nam, thế thì thủy ở đây nó gọi là chạy từ đông sang tây, chạy đông sang tây. Thế thì khi mà thủy chảy như này á, và nó có một cái dòng nữa ở bên này, nó chảy thế này, và dưới này nó có một con kênh nó chạy thẳng như này. Đây là nước,
vị trí này nó sẽ là vị trí của thủy cầu. Thế thì bây giờ ngôi mộ cho ngày bên là hướng nam, một là hướng nam này so với cả tuổi các thành viên trong nhà thì vượng, vận thì vượng, mà địa thế thì tốt. Hiện tại cái đất đây trên này mình đang đo được cái đoạn này nó đang rơi vào vị trí là 90, tức là 95 độ, 195 độ. Thế thì tức là nó hơi ngả sang Quý Linh một chút, thế thì nó hơi ngả ra bên này. Nếu như hơi ngả ra bên này á thì nó bị vào đúng cái dòng thủy cho này, nước nó bị xiết. Cho nên ra là khi vào phân hướng nam á thì mình sẽ đặt sang tọa nhâm bình, mình sẽ hơi lệch ra như này để nó đưa cái điểm ngắm nó vào đúng cái điểm này. Thì đến chỗ này nước là nó đảm bảo trạng thái nước nó hòa. Thì đây là chính nam 180 không? Đây là rơi vào khoảng tầm 161 độ. Là cái tiểu ở trong này quay gì đấy ạ? Còn xây bên trên ấy để nguyên. Rồi bây giờ mình xây thôi. Nguyên tắc là kim tinh em sẽ làm tròn, kim tinh là vào lâm dưới em sẽ làm tròn. Còn phần bên trên mộ ấy tròn hay vuông để bề vẽ. Xong bắt đầu vẽ xong rồi em tính, không thích thì mình lại thay kiểu thôi. Thế nó không quan trọng, em là chị em nhìn thấy kiểu của anh là em biết cái kiểu như nào rồi. Thì em sẽ căn cứ vào kiểu đấy. Vì là nguyên tắc là ra nó mở được cái giếng thiên nó rộng rãi để nó thông khí. Đất ở đấy cũng là chỗ đất cao, cho nên thì ra là nó được chỗ rất rất là tốt. Thì mình sẽ sử dụng thêm cái cốt độ để mình xử lý ở trong đó. Vì trong này nó có một cái gò, cái gò đấm như này và mạch nó đi thì phía tây bắc kia về. Còn đây mình lập bắc nam đây là ổn, cho nên là chuyển về đây là ok. Năm nay hướng nam á nó rất là vượng. Năm nay hướng nam nó vượng, tam sát nó rơi vào hướng nó không ngại. Vì năm nay năm Tân Tý Thìn nó rơi hướng không ngại. Thì năm nay anh có thể nên năm nay thì nên là quy hoạch vào cuối năm nên chuyển. Anh cân nhắc, anh về anh hỏi gia đình xem trao đổi, nếu như mà được thì khoảng tầm tháng 11 tháng 12 đang xin các cụ sang năm chuyển. Năm nay chuyển thì vượng hơn. Năm nay đang cân nhắc nhà sang năm năm Tỵ cũng được, nhưng mà cứ làm cho, tức là có thể năm nay mình cho xây, nên năm nay xây để sang năm chuyển. Ok, tinh thần thế để em triển khai.